Seon Ri đăng tải tâm thư quyết định rút khỏi ngành giải trí. Thưa quý vị, trải qua hàng loạt vụ bê bối gần đây xảy ra liên quan đến Seon Ri, khiến không ít người hâm mộ cảm thấy vô cùng thất vọng trước thần tượng của mình. Thậm chí họ còn tuyên bố sẽ tẩy chay Big Bang nếu như không đuổi Seon Ri ra khỏi nhóm. Đứng trước đầu ngọn sóng lớn ấy, mới đây Seon Ri đã bày tỏ tâm trạng của mình thông qua một bài viết được đăng tải trên trang Instagram cá nhân. Điều đáng buồn hơn ngoài việc Seon Ri gửi lời xin lỗi đến tất cả những người hâm mộ đã yêu thương mình trong suốt thời gian qua, anh còn đưa ra một quyết định chính là rút khỏi làng giải trí K-pop và giả từ nghề cầm mic của mình. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt cho tôi khi giả từ ngành công nghiệp giải trí vào thời điểm này. Tôi đã quyết định rút lui khỏi ngành giải trí vì những vấn đề gây tranh cãi rất lớn cho xã hội. Tôi sẽ tiết lộ tất cả những nghi ngờ một cách chân thành trong vấn đề đang được điều tra. Trong một tháng qua, tôi đã bị người dân chỉ trích và ghét bỏ, và bây giờ tất cả các cơ quan điều tra trong nước đang điều tra tôi, và tôi bị đẩy lùi ra xa khỏi phía mọi người. Tôi không thể chịu đựng được việc sống một mình và tránh né mọi người xung quanh. Tôi rất biết ơn tất cả những người hâm mộ ở Hàn Quốc và nước ngoài vì tình yêu của họ trong 10 năm qua, và tôi ở đây vì thiện chí và danh dự của Big Bang. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương tôi thời gian vừa qua. Trước những lời tâm tình đầy xúc động đó, không ít người hâm mộ bày tỏ sự nuối tiếc và đồng cảm sâu sắc với suy nghĩ của anh. Hơn hết, họ hy vọng anh sẽ sớm ngày vượt qua cơn bão tố này, định hình suy nghĩ của mình trong tương lai.